Xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom xe đẹp Auto và em là Hồng Ngọc. Ngày hôm nay thì em xin được gửi tới quý vị anh chị và các bạn một dòng xe siêu hot trong phân khúc crossover cỡ nhỏ. Đó chính là chiếc Honda HR-V 2018 đăng ký lần đầu 2019. Và chiếc xe này thì hiện tại là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe một chủ đi rất là giữ gìn. Về phía cá nhân em Ngọc thì những chiếc xe crossover cỡ nhỏ như Honda HR-V này thì rất phù hợp cho cả phái nữ và phái nam. Để cùng em đi vào chi tiết hơn chiếc xe này thì mọi người hãy cùng xem hết video với em nhé. Trước khi đi vào chi tiết của chiếc xe thì mọi người hãy cùng em đi một vòng quanh xe nhé. Thiết kế đèn của Honda thì rất là đặc trưng, đó chính là đèn full LED. Đèn sương mù thì cũng được trang bị rất là đầy đủ. Đây là phiên bản L, bản cao cấp. Trang bị cửa sổ trời, phanh tay điện tử. Những nước sơn của xe thì còn rất là mới và bóng. Ngoài ra thì phía vành mâm không có một chút hiện tượng chém xước nào cả. Chủ xe đi rất là giữ gìn ạ. Đèn hậu đằng sau cũng được full LED. Với cá nhân em Ngọc thì đi một chiếc xe này khá là nhỏ gọn và hợp lý đối với những gia đình nhỏ. Điều khác biệt hơn của Honda HR-V thì có phần tay nắm cửa ở phía bên trên. Phía không gian ngồi bên trong cũng rất là khá là rộng rãi. Hơn nữa thì đặc trưng của cái chiếc xe này là ghế rất là mềm. Cảm tưởng ngồi mềm hơn bên tay thúc sơn đấy ạ. Hiện tại thì chiếc xe này bọn em đang trưng bày tại 46 Việt Hưng Long Biên Hà Nội, xe đẹp Auto. Thì quý vị anh chị và các bạn muốn nhu cầu mình xem xe cụ thể hơn thì hãy liên hệ theo số hotline trên màn hình giúp em. Bây giờ thì em Ngọc sẽ đi vào phần trong khoang nội thất để chi tiết hơn cho anh chị em và các bạn nhé. Các phím bấm vẫn còn rất là nét, không có dấu hiệu mờ. Khoang ghế ngồi thì thoải mái. Đề nổ start stop đầy đủ. Vô lăng thì bọc da nguyên bản. Phanh tay điện tử cũng được trang bị đầy đủ cho nhà mình. Cruise control cho em Ngọc nhé. Nãy chuyển số trên vô lăng cũng được trang bị rất là đầy đủ. Một chiếc xe bản L, bản cao cấp nhất. Cửa sổ trời thì toàn cảnh. Hiếm có chiếc xe nào cùng phân khúc mà có thể vượt qua được Honda HR-V ạ. Phanh tay điện tử. Brake hold. Màn hình cảm ứng vẫn còn khá là mướt. Điều hòa tự động. Em sẽ nói chi tiết hơn về mức giá của Honda HR-V đang có mặt tại xe đẹp Auto. Đó là mức giá bọn em đang chào bán, mức giá là 705 triệu cho phiên bản 2018 đăng ký lần đầu 2019. Hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe. Mọi thủ tục về pháp lý thì anh chị cứ gửi đến cho bên em để em sẽ hỗ trợ nhà mình tối đa. Không phải chứng minh thu nhập cũng như là chứng minh giấy tờ quá nhiều. Mọi người nhìn thấy nó còn rất mới đúng không ạ? Ghế rất là mềm nhá. Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất thì anh chị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline trên màn hình giúp em Ngọc để em có thể tư vấn và hỗ trợ anh chị nhanh nhất trong chiếc xe Honda HR-V này, phiên bản rất là đẹp và siêu lướt. Cũng hết video rồi thì em rất là mong quý vị và anh chị các bạn hãy gửi đến giúp em một nút đăng ký kênh để em có động lực ra thêm những video và những sản phẩm siêu hot nữa dành tới quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn.